Unit 10. Our houses in the future. A closer look 1. Trước khi đi vào bài, các bạn hãy cùng cô đọc từ vựng nhé. Electric cooker. Electric fan. Washing machine. Dishwasher. Smart clock. Fridge, wireless TV, receive, email, receive and send emails, fresh, keep food fresh, cook rice, wash and dry dishes. Wash and dry clothes. Housework. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài với phần đầu tiên. Vocabulary. Phần từ vựng. 1. Listen and repeat the words or phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than one. Để thực hành về phần từ vựng thì yêu cầu của bài 1 như sau. Chúng ta hãy nghe và lặp lại những cái từ hoặc là cụm từ ở trong khung dưới đây. Sau đó thì các em hãy xếp chúng vào trong những cái cột thích hợp. Và em có thể sử dụng một vài từ hơn một lần. Có nghĩa là có một vài từ thì chúng ta có thể xếp vừa ở cột này, vừa ở cột kia. Chúng ta có các từ đó chính là electric cooker, computer, electric fan, washing machine, dishwasher, smart clock, fridge, wireless TV. Thì đây cũng là chính là những cái từ mà chúng ta vừa đọc trong phần từ mới xong. Và các em có 3 cột. Cột thứ nhất là living room, phòng khách, bedroom, phòng ngủ, kitchen là nhà bếp. Thì chúng ta sẽ xem là những cái đồ nào, những cái dụng cụ, vật dụng nào nó phù hợp với phòng nào, chúng ta sẽ xếp vào cột đó các bạn nhé. Ví dụ như ở cột thứ nhất thì chúng ta thấy là living room, các em có thể xếp cho cô là wireless TV. TV không dây hay là electric fan là quạt điện thì chúng ta cũng có thể cho vào trong phòng khách đúng không? Hay là smart clock, một cái đồng hồ thông minh chẳng hạn. Computer, máy tính chúng ta cũng có thể để trong phòng khách được. Về bedroom là phòng ngủ thì các em có thể xếp cho cô đó chính là wireless TV, cũng có thể xếp TV ở trong phòng ngủ được. Và chúng ta cũng có thể xếp là smart clock, cái đồng hồ thông minh ở trong phòng ngủ. Hay là computer, máy tính. Về phần kitchen, nhà bếp thì chúng ta có thể xếp cho cô các từ như là electric cooker, nồi cơm điện này, fridge là tủ lạnh, dishwasher, máy rửa chén dĩa, washing machine, chúng ta có thể xếp cái dụng cụ này, máy móc này vào trong bếp cũng được. Tiếp tục luyện tập với phần từ vựng, chúng ta sẽ làm bài 2. 2. Match the appliances in A with what they can help us to do in B. Ở bài này thì chúng ta sẽ nối những cái dụng cụ, những cái đồ dùng trong cột A này với những thứ mà chúng có thể làm được ở trong cột B. Thì ở cột A chúng ta thấy những cái từ quen thuộc mà các em vừa làm xong. Electric cooker, dishwasher, fridge, washing machine, computer, nồi cơm điện này, máy rửa chén dĩa, tủ lạnh, hay là máy giặt, hay là máy tính. Thì chúng ta xem là những cái công cụ đó nó làm được gì. Đó chính là các cái phần cụm từ ở trong cột B. Receive and send emails là gửi và nhận thư điện tử. Keep food fresh, giữ cho thức ăn được tươi ngon. Cook rice, nấu cơm. Wash and dry dishes là rửa và sấy khô chén dĩa. Wash and dry clothes là giặt và sấy khô quần áo. Thì bây giờ chúng ta sẽ nối các bạn nhé. Ví dụ như là ở câu số 1, electric cooker này chúng ta có thể nối với là cook rice đúng không? Bởi vì một cái nồi cơm điện thì sẽ dùng để cái nồi cơm điện thì chúng ta sẽ dùng để nấu cơm. Rồi, hay là dishwasher. Dishwasher là cái máy rửa chén. Máy rửa chén thì chúng ta sẽ nối với là wash and dry dishes. Wash and dry dishes là rửa và
và sấy khô chén dĩa. Tiếp theo là fridge, là cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì chúng ta sẽ nối với cho cô là keep food fresh. Keep food fresh có nghĩa là giữ cho thức ăn được tươi ngon. Câu thứ tư là washing machine. Washing machine là máy giặt. Thì máy giặt chúng ta có thể nối với cho cô là wash and dry clothes, có nghĩa là giặt và sấy khô quần áo. Đó là cái công dụng mà cái máy giặt có thể làm được. Hay là computer. Computer là máy tính, chúng ta có thể nối với receive and send emails, là câu A này, có nghĩa là gửi và nhận những cái thư điện tử. Các câu mà chúng ta vừa nối thì như trên màn hình các bạn nhé. Chúng ta chuyển qua bài tập số 3. 3. Work in pairs. Ask and answer questions about appliances using the information in 2. Yêu cầu của phần này là chúng ta sẽ làm việc theo một cặp. Các em hỏi và trả lời những câu hỏi về những cái đồ dùng vật dụng trong nhà, sử dụng các thông tin trong bài 2. Và đây là một cái ví dụ cho chúng ta. Example, ví dụ. What can an electric cooker help us to do? Là một cái nồi cơm điện thì có thể giúp chúng ta làm gì? It can help us to cook rice. Nó có thể giúp chúng ta nấu cơm. Thì các em sẽ làm những cái bài đối thoại ngắn tương tự như thế này. Có nghĩa là một người hỏi, một người trả lời. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta hỏi một cái vật dụng gì đó trong nhà, nó có thể giúp chúng ta làm gì. Và câu trả lời thì chúng ta sẽ trả lời xem là vật dụng đó có thể giúp chúng ta làm gì. Theo mẫu này các bạn nhé. Vậy thì những cái phần này, ví dụ như là khi các em làm một câu khác thì chúng ta sẽ thay đổi cho cô là electric cooker bằng một cụm từ khác. Ở đây là hỏi về nồi cơm điện thì chúng ta lại hỏi về ví dụ như là máy giặt này, hoặc máy rửa chén, hoặc là máy tính. Chúng ta thay những cái danh từ đó vào cụm từ cô bôi màu xanh này. Rồi, còn cái phần còn lại thì chúng ta sẽ để nguyên trong câu hỏi. Còn trong câu trả lời thì chúng ta sẽ giữ nguyên là it can help us to. Rồi các bạn sẽ thay đổi cho cô cái phần quấy này. Đấy, cook rice. Bởi vì cái nồi cơm điện thì chúng ta để nấu cơm, còn cái máy giặt thì sẽ để giặt và sấy khô quần áo chẳng hạn. Hay là cái máy tính thì sẽ để gửi và nhận email. Đó. Thì đối với bài tập 3, cô sẽ gợi ý cho các em về một số bài đối thoại ngắn với câu hỏi và câu trả lời như sau. Chúng ta cùng tham khảo nhé. Phần 1 này. What can a dishwasher, với từ dishwasher thì chúng ta dùng cho cô là a nhé. What can a dishwasher help us to do? Một cái máy rửa chén có thể giúp chúng ta làm gì? It can help us to wash and dry dishes. Nó có thể giúp cho chúng ta rửa và sấy khô chén dĩa. Rồi chúng ta sang bài đối thoại ngắn thứ hai. What can a washing machine help us to do? Một cái máy giặt thì có thể giúp chúng ta làm gì? It can help us to wash and dry clothes. Nó có thể giúp chúng ta là giặt và sấy khô quần áo. Phần thứ ba. What can a computer help us to do? Máy tính, một cái máy tính có thể giúp chúng ta làm gì? It can help us to receive and send emails. Thì máy tính có thể giúp cho chúng ta nhận và gửi những cái thư điện tử. Thì đây là cô chỉ ví dụ có 3 phần câu hỏi và câu trả lời thôi. Còn lại tất cả những cái vật dụng trong phần bài 2 đó các bạn thì chúng ta có thể nhìn vào đó và chúng ta sẽ làm nhiều hơn những cái bài đối thoại các bạn nhé. Ở đây chúng ta có thể làm được 5 bài đối thoại ngắn như thế này. Bây giờ các bạn sẽ chuyển qua phần tiếp theo là phần 4. Pronunciation. Pronunciation có nghĩa là phần phát âm. Stress in two syllable words. Ở đây chúng ta sẽ chú trọng vào cái phần trọng âm trong từ có hai âm tiết. Stress là phần nhấn, có nghĩa là phần trọng âm. Into syllable words là trong những từ có hai âm tiết. Thì trong tiếng Anh thì chúng ta thấy là mỗi một từ khi chúng ta đọc lên, các bạn có thể phân biệt được là nó có một âm tiết, hai âm tiết, hoặc ba, hoặc bốn, thậm chí là nhiều hơn các âm tiết. Thì các em có thể nhìn các cái từ ví dụ dưới đây. Ví dụ như chúng ta có từ picture. Picture, khi các bạn đọc lên là chúng ta biết nó có hai âm tiết. Pick là một, picture là hai, như vậy là picture có hai âm tiết. Hoặc từ thứ hai là từ kitchen. Kitchen, kit này là âm tiết thứ nhất, chen là âm tiết thứ hai. Như vậy khi các bạn đọc lên chúng ta sẽ biết được nó có hai âm tiết. Còn cụ thể những cái âm tiết đó là âm tiết nào, gồm những cái âm nào, nó được phiên âm như thế nào thì các bạn sẽ tra từ điển, chúng ta sẽ thấy rõ các bạn nhé. Và đối với cái phần trọng âm này thì trong kênh của cô, ở phần chuyên mục tiếng Anh cơ bản, các bạn mở vào chúng ta sẽ tìm vào cái video bài học là phần trọng âm, phần nhấn dấu trọng âm, thì chúng ta sẽ được học rõ hơn và chi tiết hơn về cái phần này. Đầu tiên, các bạn sẽ nhìn vào các từ trong bài 4, trong phần 4 và chúng ta nghe máy nhé. Unit 10.
Houses in the future. Page 40. A closer look. 1. Pronunciation. Stress in two syllable words. Activity 4. Listen and repeat the words. Ở phần 4 này là chúng ta sẽ nghe và lặp lại các từ các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ nghe máy và nhắc lại các từ. Picture. Robot. Bedroom. Kitchen. Housework. Palace. Village. Mountains. Như vậy là chúng ta vừa nghe và nhắc lại theo máy các từ có hai âm tiết trong bài này. Các từ đó là picture, robot, bedroom, kitchen, housework, palace, village, mountains. Pronunciation. Stress in two syllable words. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần phát âm. Stress in two syllable words là phần trọng âm đối với từ có hai âm tiết. 5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words. Yêu cầu của phần 5 là các em nghe và nhắc lại các câu dưới đây, chú ý vào cái phần trọng âm của các từ đã được gạch chân. Vậy thì trước khi nghe và nhắc lại theo máy, các bạn hãy xem cùng cô 4 câu này nhé. The picture is on the wall of the bedroom. Thì trong câu này được gạch chân hai từ, đó chính là từ picture và từ bedroom. Các em khi đọc lên chúng ta thấy là những cái từ này đều có hai âm tiết. Câu số 2, the robot helps me to do the housework. Câu số 3, there's a big fairy kitchen in the palace. Cũng có từ là kitchen và từ palace là hai âm tiết. The village is in the mountains. Chúng ta có hai từ gạch chân là village và mountain, cũng là hai từ có hai âm tiết. Bây giờ các bạn sẽ nghe và nhắc lại theo máy từng câu nhé. The picture is on the wall of the bedroom. The picture is on the wall of the bedroom. The robot helps me to do the housework. The robot helps me to do the housework. There's a very big kitchen in the palace. There's a very big kitchen in the palace. Their village is in the mountains. Their village is in the mountains. Như vậy là các em vừa nghe và nhắc lại theo máy các câu, 4 câu này, và trong mỗi một câu thì đều có những cái từ mà chúng ta cần chú ý, đó là các từ picture, bedroom, robot, housework, kitchen, palace, village, mountains. Thì đây tất cả đều là những cái danh từ mà có hai âm tiết. Đối với cái phần danh từ có hai âm tiết và phần trọng âm đối với những từ có hai âm tiết, thì nếu chúng ta muốn học kỹ hơn, tìm hiểu cho rõ ràng hơn và đầy đủ hơn, thì các bạn hãy vào kênh của cô, chúng ta vào chuyên mục tiếng Anh cơ bản. Các em tìm đến bài trọng âm để các bạn xem nhé. Vậy thì ở bài 5, ở đây là cô ví dụ một từ cho các bạn. Để biết rõ xem là cái từ picture này, đấy, nó gồm những âm nào và đọc như thế nào, thì chúng ta hãy tra từ điển các bạn nhé. Và khi các em tra từ điển, chúng ta vào từ điển và đánh chữ là picture, phần màu xanh lá này, thì nó sẽ ra cho chúng ta cái phần phiên âm là phần mà nằm giữa hai dấu ngoặc như thế này, hai dấu móc như thế này. Các em sẽ thấy được từ này có hai âm tiết. Âm tiết thứ nhất là pick. Âm tiết thứ hai là chờ. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được từ này có hai âm tiết là picture. Đấy, âm tiết thứ nhất là cô bôi màu xanh này, màu xanh dương này. Âm tiết thứ hai là cô để ở dạng màu đỏ này, để chúng ta phân biệt rõ ra là từ này có hai âm tiết. Pick là một âm tiết, chờ là một âm tiết. Vậy thì chúng ta có cái phần là, đây chúng ta quay trở lại cái bài này, stress là phần trọng âm. Vậy thì cái trọng âm nghĩa là gì? Trọng âm có nghĩa là khi mà chúng ta đọc hai âm tiết lên á, thì cái âm tiết nào là trọng âm thì âm tiết đó sẽ được đọc to hơn, rõ hơn, mạnh hơn, nhấn mạnh hơn vào cái âm tiết đó. Ví dụ như là pick và chờ, thì chúng ta thấy này, các em cứ quan sát ở chỗ nào mà có cái dấu phẩy. Chúng ta nhìn thấy dấu phẩy không? Cô đang bôi đen này. Đấy, dấu phẩy ở trước âm tiết nào thì âm tiết đó sẽ là trọng âm. Vậy ở đây cô thấy là cái dấu phẩy nó nằm trước âm tiết là pick, cho nên cái từ, cái âm pick này nó sẽ là trọng âm. Vậy chúng ta sẽ đọc là picture. Chúng ta sẽ đọc pick nó cao hơn, nó rõ hơn, nó mạnh hơn, là âm chờ. Chúng ta nghe lại nhé. Picture,
picture, picture, picture. Đó, thì đây là cô ví dụ một từ như vậy. Đối với các từ còn lại thì các em hãy tập tra từ điển các bạn nhé. Với những cái từ còn lại của bài này, đó chính là bedroom này, robot, housework, kitchen, palace, village, mountains. Hoặc là chúng ta có thể tìm những cái danh từ khác mà có hai âm tiết để chúng ta tra từ điển theo cái cách mà cô vừa hướng dẫn, giống như từ picture này, xem là nó có ra cái phần phát âm như thế này hay không. Và chúng ta thấy cái, tìm xem cái dấu phẩy này nó nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ thấy đó là trọng âm. Và các em sẽ nhấn vào cái phần biểu tượng loa trong phần từ điển đó để người ta đọc mẫu cho mình nghe, và các bạn tập thực hành lại nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong phần A Closer Look 1 của bài 10. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.